Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ Nhi Khoa với khung giờ phát sóng quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đây sẽ là nơi giải đáp và cung cấp các thông tin hữu ích về chăm sóc sức khỏe cho các bé từ các chuyên gia và bác sĩ uy tín. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng đến với một phần rất quen thuộc của chương trình, đó chính là phần bản tin sức khỏe Nhi Khoa. Cần làm gì khi trẻ chảy máu cam? Chảy máu cam hay còn gọi là chảy máu mũi là hiện tượng chảy máu từ các mô bên trong mũi do mao mạch máu bị vỡ. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ từ 3 đến 8 tuổi do mạch máu còn yếu, dễ vỡ. Phần lớn việc chảy máu cam ở trẻ em không nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc nắm rõ nguyên nhân và cách xử lý là vô cùng cần thiết. Nguyên nhân: mạch máu quá nhạy cảm và có thể vỡ khi thời tiết hanh khô hoặc khi sử dụng lò sưởi, máy điều hòa trong một thời gian dài. Dị ứng, nhiễm trùng ở mũi họng và xoang. Ngoáy mũi hay xì mũi quá mạnh. Trẻ nhét dị vật vào mũi. Răng mạnh khi đi ngoài do táo bón. Sử dụng một số loại thuốc chống viêm, thuốc xịt mũi co mạch. Do cơ thể thiếu hụt vi chất dinh dưỡng điển hình như vitamin C, K, kali, sắt kẽm. Cách xử trí khi trẻ bị chảy máu cam: yêu cầu trẻ xì mũi nhẹ nhàng để loại bỏ các cục máu đông đã hình thành bên trong mũi. Đặt trẻ ngồi thẳng, đầu và cổ hơi ngả về phía trước. Tư thế này giúp máu không chảy xuống họng, tránh gây nôn và tiêu chảy. Không đặt trẻ nằm hay ngả đầu ra sau hoặc kẹp đầu giữa hai đầu gối. Dùng ngón trỏ và ngón cái của bạn bóp chặt hai bên cánh mũi của trẻ trong 10 phút vì máu cần thời gian để tạo cục máu đông. Thả tay quá sớm có thể khiến máu chảy kéo dài. Có thể chườm lạnh hoặc đặt khăn mát lên vùng gốc mũi và má của trẻ sẽ giúp các mạch máu co lại. Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng chảy máu cam ở trẻ, cha mẹ chú ý tăng thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng có chứa vitamin C, vitamin K, kali như xoài, bơ, chuối, cam, bưởi và thực phẩm giàu sắt kẽm như thịt bò, cá hồi hay tôm biển. Trong trường hợp chế độ ăn hàng ngày không đủ, có thể tìm hiểu các sản phẩm bổ sung thêm vi chất cho trẻ. Cha mẹ cần làm gì khi trẻ biếng ăn do rối loạn vị giác? Nguyên nhân khiến trẻ bị rối loạn vị giác: hơn 40% các trường hợp trẻ biếng ăn đến khám dinh dưỡng là do rối loạn vị giác. Việc rối loạn vị giác dẫn đến biếng ăn của trẻ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, thông thường là do trẻ được giới thiệu ăn dặm quá sớm, trước 5,5 tháng tuổi. Vị giác của trẻ bị ảnh hưởng do phụ huynh cho trẻ ăn dặm bắt đầu với bột ăn dặm pha sẵn, thường có chứa đường, muối, chất tạo mùi vị và bảo quản nhất định, thay vì cháo rây nhuyễn tự nấu không nêm gia vị. Cho trẻ ăn gia vị như muối, đường, nước mắm trước 1 tuổi. Trẻ thỉnh thoảng được cho ăn thức ăn hay quà vặt chứa bột ngọt hoặc mì chính. Vị giác của trẻ bị ảnh hưởng như thế nào khi trẻ ăn gia vị quá sớm? Theo Viện Nghiên cứu Mono Chemical Sensing của Mỹ, trẻ phát triển 5 vị: ngọt, chua, mặn, đắng và vị umami trong suốt 3 năm đầu đời. Trước 1 tuổi, trẻ rất nhạy cảm với vị do số lượng gai vị giác gấp đôi người lớn. Việc thêm gia vị vào thực phẩm sẽ làm trẻ kích thích quá ngưỡng, dễ gây rối loạn vị giác và biếng ăn. Cách khắc phục: trẻ bị rối loạn vị giác thường rất khó phục hồi trong thời gian ngắn, vì vậy phụ huynh cần kiên nhẫn. Có thể làm giảm muối từ thực vật để giúp trẻ cân bằng vị giác. Bên cạnh đó, cần giảm dần hoặc bớt hẳn lượng gia vị cho vào thức ăn dặm của bé. Giới thiệu đa dạng thực phẩm cho trẻ, cung cấp umami tự nhiên cho trẻ với súp được nấu kết hợp từ các loại thịt, rau củ quả, nấm theo tỷ lệ như sau: thịt bò thăn và bắp cải cùng với cà chua tỷ lệ 4:1:2, xương gà và khoai tây tỷ lệ 4:1, nấm các loại và khoai lang vàng tỷ lệ 1:1. Cho trẻ ăn từ 3 đến 4 muỗng súp trước bữa ăn giống như món khai vị, giúp kích thích hoạt động vị giác của trẻ. Nhờ vậy, trẻ sẽ dễ dàng chấp nhận những vị khác và ăn uống ngon miệng hơn. Bên cạnh đó, để phục hồi vị giác cho trẻ và giúp trẻ ăn ngon miệng hơn, cha mẹ nên sử dụng siro ăn ngon 3 tác động có các thành phần giúp kích thích vị giác, hỗ trợ trẻ ăn ngon, tăng cường tiêu hóa, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ như hạt cỏ kari, ngọn centauri và rễ cây long đẫm vàng. Đây là sản phẩm được đề cập trong pháp đồ của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hỗ trợ cải thiện vị giác và giúp trẻ ăn ngon miệng, hấp thu tốt hơn. Quý vị, biếng ăn thường gặp ở trẻ và đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia, số trẻ đến khám suy dinh dưỡng vì lý do biếng ăn ở mức rất cao, với tỷ lệ là 45,9 đến 57,7%. Và nếu không được giải quyết triệt để, thì tình trạng biếng ăn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ và thể chất lâu dài của trẻ. Vậy câu hỏi đặt ra của ngày hôm nay đó chính là:
có giải pháp nào toàn diện để giải quyết tình trạng biếng ăn ở trẻ một cách hiệu quả nhất. Và ngay bây giờ thì Quốc Bảo xin được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả sự xuất hiện của khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Hồ Quốc Pháp đến từ Bệnh viện Nhi Đồng 2. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ. Dạ, xin chào MC và xin chào toàn thể quý vị. Nếu như tất cả quý vị khán giả còn những câu hỏi và những thắc mắc về cách chăm sóc sức khỏe cho con em mình thì đừng quên gọi điện thoại về cho số điện thoại hotline của chương trình. Đó chính là 1800 8070. Các chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng giải đáp cho tất cả quý vị khán giả. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến với nhãn hàng Fito Bimbi Appetito, siro ăn ngon 3 tác động, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả và bác sĩ sẽ cùng Quốc Bảo đến với tình huống của ngày hôm nay. Bé Nô, sao nãy giờ không chịu ăn? Hay là con muốn vừa nghe bà nội hát, rồi con ăn nha. 2, 3. Phần làm con trai chưa một lần yêu ai. Ăn nha. Ăn không? Không ăn luôn. Con dạ, cố gắng cười cho bà nội về. Ủa sao? Má có vẻ buồn quá vậy má? Không nghe lời. Sao vậy má? Bộ bé Nô nó quậy lắm hả? Nó không có quậy, nó không có khóc, nó không có phá gì hết á, mà nó là biếng ăn. Trời ơi, đây nè, cái chén cơm như vậy nè, mà nãy giờ nó không chịu ăn muỗng nào, mà từ sáng giờ nó có chịu ăn gì đâu. Mấy bữa nay con thấy nó xanh xao nè, rồi nó sụt cơm á, là con biết nó bỏ ăn rồi. Con lên mạng con tìm hiểu thông tin tại sao con của con bị như vậy. Cuối cùng con phát hiện ra là do mình chưa có kích thích khẩu vị ăn của đứa trẻ, cho nên đứa trẻ nó bị biếng ăn đó má. Là kể từ ngày hôm nay má không cần nấu gì nữa, con sẽ ở nhà con nấu ăn cho con của con. Con sẽ bỏ gia vị vô cho nó đậm đà, con sẽ bỏ hành, tỏi, ớt, tiêu thiệt là nhiều cho nó có đậm cái gia vị để nó ăn. Má để lọt lưỡi luôn hả? Ủa con nghĩ sao nó mới bị lớn cho ăn ớt, ăn hành, ăn tỏi, ăn tiêu? Theo như má biết là mà trẻ biếng ăn vậy là do cái hệ tiêu hóa của nó kém, mà hệ tiêu hóa kém cho nên dẫn đến cái chuyện nó biếng ăn. Không phải đâu má. Sai hết rồi. Dạ, con xin chào má, con mới đi làm về. Chào vợ. Chào anh. Dạ thưa má, trên đường đi làm về, mới tới đầu hẻm thôi, con nghe trong nhà mình xào xáo, con núp, con lắng nghe cái cuộc trò chuyện thương thảo với hai má con. Má nói sao? Tức là bé nhà mình đây nu, biếng ăn do gì? Tiêu hóa kém. Dạ sai thưa má. Sai. Con nghe. Dạ, đó là do chúng ta chưa kích thích khẩu vị của con. Sai bé. Là sao? Sai chứ sao em. Đây, con đã nghiên cứu để rút ra được một cái kết luận chuẩn xác nhất. Thì cái gì? Menu nhà mình ổn làm biếng ăn là do gì sao? Má cứ nhìn đi, vợ cứ nhìn đi. Tất cả những đứa nít hàng xóm, bé này, bé na, bé nú, bé nụi đó, tại sao đứa nào đứa đất mập uống chắc nụi? Là bởi vì ba má nó không phải chỉ cho ăn đồ ăn thông thường, bổ sung vitamin, nhờ vậy nó mập, nó chắc, nó khỏe. Cho nên con kết luận rằng để cho con bé nu nhà mình giống được như mấy đứa nhỏ kia cần phải bổ sung vitamin. Sai, mình chưa kích thích khẩu vị ăn cho con. Không, anh lên mạng tìm hiểu kỹ lắm. Em lên mạng tìm hiểu kỹ em rồi. Ơi, em lên mạng nhện rồi em nha. Còn anh là mạng xã hội, mạng internet. Biết rồi, đây nè. Còn má là mạng người nè. Trời là má hỏi mấy bà lối sớm mà nói là nó bị hệ tiêu hóa. Má ơi, chứ không phải vitamin mà không phải kích thích cái khẩu vị ăn uống của nó. Là vitamin. Má lớn hơn mấy đứa mà. Là vitamin mà. Mấy bà bạn của má. Mấy cái bà bạn của má. Ủa, tôi là má của mấy người mà. Dạ không, bây giờ chúng ta đang bàn luận về một cái nhưng mà bà cái thái độ thì giống như là gây lộn vậy. Dạ, bởi vì càng lúc càng sôi máu, tức là cái kiểu mình hưng phấn lên đó má. Chứ tụi con không có dám mà hổng láo gì với má hết trơn á. Là do hệ tiêu hóa của nó kém không? Do chưa kích thích khẩu vị ăn cho trẻ đó má ơi. Thiệt luôn á, bây giờ nhà có ba con người mà bây giờ mỗi người một ý, không lẽ bây giờ mình hỏi ý kiến của bé Nu đúng không? Nó đâu có biết gì đâu nói. Cho nên mình cần phải tìm đến cái người thứ tư. Hả? Đó. Là ai? Là chuyên gia. Đó, chuyên gia sẽ tư vấn cho chúng ta coi cái nào là đúng. Coi trong ba ý kiến này đâu là ý kiến chính xác nhất. Dạ, xin mời chuyên gia. Vâng ạ, à, thưa bác sĩ, vậy là tình huống ngày hôm nay cũng đã được bật mí với chúng ta rồi. Một câu chuyện phải nói là rất là quen thuộc, rất là thông thường trong những gia đình của Việt Nam, với những nỗi lo cũng như là sự quan tâm đến sức khỏe của những đứa con của mình. Vậy thì trong cái tình huống này có ba nhân vật khác nhau, và mỗi nhân vật đưa ra một cái phương pháp theo bản thân mình nghĩ là đúng
Vậy thì đối với bác sĩ thì bác sĩ ơi hãy giúp Quốc Bảo và tất cả quý vị khán giả giải đáp đáp án nào hoặc là cái phương pháp nào chính xác nhất là gì ạ? Một đứa bé bây giờ mà mình chăm sóc thì nó không chỉ đơn giản là chỉ ba mẹ hay là một người chăm sóc họ chăm sóc xuyên suốt, mà trong thời đại ngày hôm nay thì hầu như là những cái đôi vợ chồng trẻ họ hay bận, nên là thường có sự hỗ trợ của ông bà. Mỗi người thì họ lại có một cái quan điểm khác nhau, đâm ra là mâu thuẫn giữa người này với người kia, và mỗi người đều có một cái lý luận riêng như vậy. Thì trước khi trả lời câu hỏi này thì bác sĩ cũng xin nhắc lại là một cái tình trạng mà biến ăn của em bé thì nó có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là do em bé nó giảm khẩu vị, do nhiều nguyên nhân, bản thân em bé nó bị các cái bệnh tại đường miệng, ví dụ như viêm xoang, viêm mũi, hay là một số em bé hay gặp là viêm amidan, số em bé nó bị nhiệt miệng nữa, rất là hay bị loét ở trong miệng, thì chính cái chuyện nó làm cho cái em bé nó ăn không được ngon. Cái thứ hai là cái tình trạng mà cái đường ruột em bé, ví dụ nó bị rối loạn tiêu hóa hay là các cái nhu động ruột hoạt động không được tốt. Thì về mặt nguyên nhân luôn thì cũng có thể là do em bé nó không có được vận động thường xuyên, bị một số bệnh lý tại đường ruột. Ví dụ như là bị táo bón nè, rồi bị khó tiêu chức năng hay là bị tiêu chảy. Một trong những cái triệu chứng bác sĩ mà họ thấy là thứ nhất là em bé nó hay bị bụng trướng, cái ruột nó cứ sôi lên. Thì chính là khi bụng trướng thì đương nhiên đầy bụng thì cái chuyện mà tiêu hóa thì đương nhiên nó không có tốt rồi. Em bé hay bị đau bụng. Thứ ba là nó đi có phân nó không có đều, lúc thì nó bón, lúc thì nó đi lỏng. Thì đó là những cái tình trạng mình hay gặp trên lâm sàng. Cái thứ ba là cái khá là thường gặp nhưng lại không để ý, chính là cái chuyện thiếu vi chất, đó chính là vitamin và khoáng chất. Thì khi cái tình trạng thiếu vi chất mà nó kéo dài như vậy, nó cũng làm cho cái tình trạng biếng ăn nó không có được cải thiện, và nó cũng làm giảm vị giác luôn. Và cả ba cái yếu tố nó cứ lẩn quẩn như vậy, nó tạo một cái vòng xoắn của cái chuyện biếng ăn á. Thì đó chính là ba cái nguyên nhân chính làm cho em bé của nhà mình bị biếng ăn. Trong cái tình huống vừa rồi thì có thể thấy là cái quan điểm người mẹ là họ muốn thêm gia vị vào. Biệt là tiêu với ớt, đó chính là cái sự kích thích cho cái món ăn nó trở nên ngon hơn. Tuy nhiên đó là quan điểm của những cái món ăn dành cho người lớn, hoặc là ít nhất là trẻ lớn rồi. Trẻ từ 6-7 tuổi trở đi khi mà nó có thể ăn chung với lại cả nhà mình đó. Còn những cái trẻ nhỏ thì cái việc mà quan điểm thêm gia vị thì quý vị phải hết sức lưu ý, đặc biệt là ở những em bé mà nhỏ hơn 12 tháng tuổi. Cũng trong cái tình huống trên thì quý vị có thể thấy là cái ý kiến của ông bố là muốn thêm vitamin vào cái bữa ăn. Nhưng mà không đơn giản là chỉ là vitamin mà chúng ta phải bổ sung thêm các cái vi chất nữa. Trong đó thì có sắt với kẽm là những thành phần hỗ trợ cái đường tiêu hóa, đặc biệt kích thích ăn ngon. Cái thứ ba là ý kiến của người bà, là người bà muốn là cải thiện cái tình trạng rối loạn tiêu hóa đó. Thì ai cũng có lý của mình, và chúng ta phải kết hợp cả ba ý kiến đó để tổng hợp lại với nhau. Thì khi mà mình thực hiện tốt cả ba ý kiến đó thì tự động là cái tình trạng biếng ăn nó sẽ cải thiện. Để mà cải thiện việc biếng ăn của một đứa trẻ thì chúng ta cần một cái biện pháp, phải nói là một biện pháp toàn diện. Vậy thì ngay bây giờ xin mời bác sĩ sẽ cùng chia sẻ cụ thể hơn và chi tiết hơn về một biện pháp toàn diện này ạ. Trở lại cái câu chuyện nguyên nhân mà gây biếng ăn thì nó có ba yếu tố đó. Thì với mỗi yếu tố chúng ta phải can thiệp từng cái một. Thì đầu tiên là mình cải thiện cái vị giác của em bé này, nghĩa là làm cho em bé nó ăn ngon hơn. Chúng ta phải để ý tới cái chuyện mình làm cho cái bữa ăn nó trở nên ngon hơn, hấp dẫn. Hấp dẫn hơn. Hấp dẫn có thể là cái đổi cách nấu, rồi mình đổi cái món ăn liên tục, và đặc biệt là phải đổi về mặt hình thức. Hình thức ở đây thì có thể là mình kích thích về mặt âm thanh hoặc là mình hình ảnh. Âm thanh thì thay vì cá nó mình kho hay là chế biến nó đơn giản quá, thì bây giờ mình sắc lát mỏng, mình phi lê, mình chiên xù lên. Khi mà em bé nó nhai rụm ha, nó có cảm giác làm như vậy thì em bé nó ăn như vậy thì nó cũng thích nữa. Cái thứ hai là sử dụng cái cách trang trí. Mình trang trí bằng nhiều cái màu sắc và nhiều các món ăn khác nhau trên một bàn ăn như vậy. Thì vừa kích thích về mặt thị giác, vừa kích thích về mặt âm thanh, thì làm cho một cái bữa ăn như vậy nó trở nên thú vị hơn. Thêm một cái nữa là cái vấn đề là cải thiện về cái đường tiêu hóa và các cái nhu động ruột của em bé. Thì chúng ta phải cho em bé nó vận động thường xuyên. Trung bình một ngày thì phải cố gắng mình làm sao cho em bé nó vận động khoảng tầm 30 cho tới 60 phút. Khi mà vận động thường xuyên như vậy thì làm cho cái chuyện tiêu hóa nó cũng dễ dàng hơn. Bởi vì nó làm cho nhu động ruột quay chạy đều đặn như vậy, và nó sẽ hỗ trợ cho cái chuyện tiêu hóa thức ăn. Thứ ba mà bác sĩ lưu ý thì gọi là bổ sung vi chất. Bổ sung vi chất thì có nhiều cách, nhưng mà cách thông thường nhất mà chúng ta hay làm là chúng ta bổ sung rau và trái cây. Khi chúng ta bổ sung nhiều cái vi chất như vậy thì cũng làm cho em bé nó thèm ăn hơn. Để mà cải thiện cái tình trạng biếng ăn, nó là một quá trình tổng hợp nhiều yếu tố. Thì sau khi mình đã dùng những cách đó thì bên cạnh đó mình cũng có thể những cái sản phẩm hỗ trợ. Tuy nhiên quý vị phải lưu ý là những cái sản phẩm hỗ trợ này nó phải có cái nguồn gốc rõ ràng nè, và phải được cơ quan chức năng họ cho phép. Mình ưu tiên những cái sản phẩm mà nó mang tính hữu cơ, cũng như là sản phẩm từ thực vật á. Ví dụ như là dịch chiết của cái hạt kari kích thích cái vị giác. Thứ hai là chiết xuất từ cây long đởm vàng với lại cái hạt centauri á. Nó chứa rất là nhiều cái yếu tố kích thích dịch tiêu hóa. Cái thứ ba là các cái sản phẩm tinh chất từ phấn hoa, cũng như là các cái mầm lúa mì. Thì những cái sản phẩm nó cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất. Một cái sản phẩm mà có những cái thành phần mà bác sĩ vừa liệt kê xong á, thì nó sẽ kích thích làm cho em bé nó cải thiện cái tình trạng biếng ăn.
bằng cách là nó tác động cả ba yếu tố luôn. Thì chính tác động tổng hợp như vậy làm cho cải thiện tình trạng biến ăn nó sẽ nhanh hơn bình thường. Và quý vị cũng lưu ý rằng là cải thiện biến ăn nó không phải là một sớm một chiều, không phải là 2 tuần hay là 4 tuần là xong. Đó là một quá trình lâu dài. Mình phải cải thiện nhiều yếu tố cùng một lúc và mình phải duy trì khoảng tầm 3 tới 6 tháng thì bắt đầu mới có kết quả được. Tránh cái tâm lý là nôn nóng, mình phải kiên nhẫn thì cái tình trạng cải thiện nó mới bền vững được. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Nãy giờ ngồi đây thì có bảo thấy rằng những cái biện pháp kiêng ba chân toàn diện mà bác sĩ đưa ra thật sự cần thiết với tất cả quý vị phụ huynh cũng như là tất cả mọi người chăm sóc các bé ở nhà. Quan trọng ở đây là chúng ta phải biết kiên nhẫn. Đúng rồi. Vâng, như bác sĩ cũng đã chia sẻ và với kinh nghiệm của bác sĩ thì tỷ lệ của các trẻ biếng ăn hiện tại thì rất là cao. Vậy thì với tâm lý rất là nôn nóng và thiếu sự kiên nhẫn, quý vị phụ huynh khi mà đến gặp bác sĩ thường có những sai lầm nào trong cái quá trình là cải thiện cái tình trạng biếng ăn ở trẻ không ạ? À? Thực ra thì câu trả lời nó cũng nằm trong câu hỏi. Là cái lỗi mà mình hay mắc phải nhất chính là cái tâm lý nôn nóng. Chuyện mà cải thiện biếng ăn hoặc là chậm tăng trưởng là một quá trình lâu dài. Ba mẹ hay có cái tư tưởng là trong quá trình mà cho ăn thì hay ép bé ăn. Tâm lý mà mình tạo lúc nào cũng cái bữa ăn mình rất là căng thẳng. Bản thân ba mẹ cũng căng thẳng và bản thân em bé cũng căng thẳng luôn. Cái thứ hai là mình trao giải thưởng trong cái bữa ăn, ví dụ như là con ăn đi rồi ba mẹ cho cái này, cho cái kia. Chính như vậy là làm cho cái bữa ăn không phải là còn bữa ăn nữa mà nó giống như một buổi trả bài vậy đó. Hoặc là một cái buổi để săn giải thưởng chẳng hạn. Đôi khi cái tâm lý nó làm cho em bé nó không muốn ăn, nó cố tình không ăn để ăn một muỗng gì đó thì phải được một cái gì đó. Lâu ngày làm cho em bé cái tự nhiên cái em bé nó không ăn luôn. Cái thứ ba là khoảng cách giữa các bữa ăn thì mình hay để có thể là gần quá hoặc là xa quá. Thông thường thì mình để khoảng tầm 3 tới 4 tiếng là hợp lý. Tùy cái độ tuổi, nếu mà nhỏ thì cái khoảng cách bữa ăn nó ngắn. Nếu mà lớn thì một ngày khoảng tầm 3 bữa ăn chính xong rồi mình bổ sung 2 bữa ăn phụ. Thì những cái gạch đầu dòng đó là những cái sai lầm mà mình hay mắc phải. Xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả và xin mời bác sĩ sẽ cùng Quốc Bảo quay trở lại để theo dõi coi gia đình này giải quyết vấn đề của mình như thế nào. Xin mời. Xin cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chuyên gia. Thì ra là như vậy. Như vậy là phương pháp kiêng ba chân là thứ nhất là kích thích khẩu vị cho trẻ nè, rồi giúp tăng cường hệ tiêu hóa và bổ sung vitamin là ba chúng ta đều đúng hết mà. Nhưng mà không có tiêu hành tỏi ớt. Ê, nhờ có chuyên gia nha, mình phải cảm ơn chuyên gia mà gia đình của mình rút ra được nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là điều trị cách mà biếng ăn ở trẻ là bằng cái phương pháp là kiêng ba chân toàn diện. Đúng rồi. Và bây giờ má chứ giờ chờ con một chút xíu đi, con ra nhà thuốc con lấy về một cái sản phẩm nó phù hợp với con của mình và đúng như những gì chuyên gia vừa mới dạy bảo. Con đi nghe má. Dạ. Lớp nha. Dạ. Một lúc nhạc của tao mới còn lẹ vậy. Ôi sợ chưa? Bởi vậy mới nói con vi diệu lắm má. Này, gì vậy anh? Trong vòng một cái khu nhạc mà vợ con ca, con đã kịp mang về đúng cái loại thuốc mà chuyên gia đã dặn chúng ta. Đây, tèn ta tèn. Đây là siro ăn ngon 3 tác động, có thành phần từ 100% thảo dược chuẩn hóa châu Âu, giúp ăn ngon tự nhiên nè, tiêu hóa nè, hấp thu tốt nè, bổ sung vi chất dinh dưỡng từ thực vật nữa. Được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, dùng cho bé từ 6 tháng tuổi, vị ngọt thanh dễ uống. Hay quá. Quá hay. Vậy là rất là phù hợp với con mình rồi. Đúng vậy. Tự nhiên bữa nay má thấy hai đứa quan tâm đến con cái má mừng ghê vậy á. Thôi bây giờ má quan tâm lại hai đứa nè. Sao đó? Nấu ăn để gia đình mình ăn bữa cơm mà đầy đủ hết tất cả mọi người, được không? Dạ được chứ. Vâng à, vậy là ngày hôm nay tình huống của chúng ta đã được giải quyết một cách rất là nhanh, gọn lẹ. Và thực sự là chúng ta cảm thấy là rất là thoải mái khi mà những nhân vật của chúng ta cũng đã rút ra được những cái thông tin trong cái cuộc trò chuyện của Quốc Bảo và bác sĩ. Xin được gửi lời cảm ơn đến bác sĩ đã ngồi cùng với Quốc Bảo ngày hôm nay và chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích dành cho tất cả quý vị khán giả. Và hy vọng qua chương trình này, quý vị khán giả đã có thêm được rất là nhiều kiến thức về tình trạng biếng ăn ở trẻ, cũng như là biết được giải pháp kiêng ba chân toàn diện giúp trẻ tránh được tình trạng biếng ăn. Và nếu như tất cả quý vị khán giả còn có những thắc mắc và những câu hỏi gì về cách chăm sóc sức khỏe cho trẻ thì quý vị đừng quên số điện thoại tổng đài quen thuộc của chương trình, đó chính là 1800 8070, để nhận được rất là nhiều sự tư vấn và những thông tin đến từ các chuyên gia của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Theo như má biết là mà trẻ biếng ăn vậy là do cái hệ tiêu hóa của nó kém. Mà hệ tiêu hóa kém cho nên dẫn đến cái chuyện nó biếng ăn. Không phải đâu má. Sai hết rồi.
Dạ, con xin chào má, con mới đi làm về. Chào vợ. Chào thưa má. Trên đường đi làm về, mới tới đầu hẻm thôi, con nghe trong nhà mình xào xáo, con núp, con lắng nghe cái cuộc trò chuyện thương thảo với hai má con.